vợ cũ bằng kiều, giữ tình bạn với chồng cũ chỉ có được chứ không mất gì cả. Khi mình giữ tình bạn với chồng cũ, các con vẫn có bố, gia đình mới với gia đình cũ hòa thuận nhau, cả hai đều vui vẻ, vợ cũ bằng kiều chia sẻ. Bằng kiều và vợ cũ, Tri Di Phương Trinh, là cặp đôi hiếm của làng giải trí Việt vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau sau khi ly hôn. Đặc biệt, vợ cũ của nam ca sĩ còn rất thân thiết với bạn gái mới và con riêng của anh. Chia sẻ trong một buổi livestream cùng ca sĩ Cam Thơ, Tri Di Phương Trinh cho hay, chị và Bằng Kiều đã ly hôn vài năm nhưng khán giả vẫn không tin vì thấy hai người quá thân mật. Tôi với Bằng Kiều ly dị được 2-3 năm gì đó, tôi vẫn đăng hình ảnh cả hai đi ăn cùng các con, chia sẻ những câu chuyện thân thiết. Khán giả thấy thế thì nói rằng chúng tôi đóng kịch, giả bộ thân thiết với nhau sau khi chia tay. Đến giờ đã 11 năm, chúng tôi vẫn thân thiết, nếu chúng tôi đóng kịch được ngần ấy năm chắc phải được giải diễn viên xuất sắc. Nữ ca sĩ cũng cho biết khi duyên đã hết, chị không để bụng những chuyện đã qua vì muốn làm bạn với chồng cũ. Mọi người cũng thấy rồi đó, khi mình giữ tình bạn với chồng cũ, mình chỉ có được chứ không mất gì cả. Khi mình với chồng cũ là bạn bè, các con vẫn có bố. Gia đình mới với gia đình cũ hòa thuận nhau, cả hai bên đều vui vẻ. Mình cũng không gây áp lực cho người chồng cũ để người ta còn về gặp con. Rất nhiều trường hợp người mẹ kể xấu về người ba cho con nghe, con nghĩ ba là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, từ đó đứa con sẽ ghét ba nó luôn. Tri Di Phương Trinh không chỉ giữ mối quan hệ tốt đẹp với Bằng Kiều, chị cũng không chia sẻ lý do ly hôn với các con vì chị cho rằng đó là chuyện riêng của ba mẹ, các con không cần bận tâm, đến bây giờ các con tôi cũng không biết vì sao bố mẹ ly dị nữa. Hồi nhỏ, các con hỏi lý do thì tôi bảo khi nào con lớn tôi sẽ nói. Bây giờ khi các con đã lớn, hỏi lại chuyện bố mẹ ly hôn, tôi nói cuộc sống của con bây giờ vẫn vui vẻ, không thiếu thốn gì cả thì con cần biết lý do bố mẹ ly hôn để làm gì. Thế là các con cũng không để ý nữa. Đặc biệt, Tri Di Phương Trinh chủ động đóng vai trò kết nối giữa các con mình với con riêng của Bằng Kiều. Vừa rồi chúng tôi về Việt Nam có gặp bé Benly là con của Bằng Kiều. Dù các con đã trò chuyện, gặp nhau qua điện thoại nhiều rồi nhưng Colin, con thứ hai của Tri Di Phương Trinh và Bằng Kiều, vẫn có chút khoảng cách vì con rất cá tính. Tôi cứ ôm Benly rồi thả vào lòng Colin, bé Benly dễ thương lắm nên dần dần Colin cũng thương luôn. Nữ ca sĩ nhận định, vai trò của người mẹ rất quan trọng, người mẹ định hướng thế nào các con sẽ làm theo như thế. Mẹ muốn con cái thân thiết với em cùng cha khác mẹ thì các con sẽ thân thiết. Nếu người mẹ chỉ cần nói đó có phải là em con đâu, đứa con sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về đứa con mới của bố mình. Tri Di Phương Trinh cũng luôn chú trọng việc giữ gìn hình ảnh của Bằng Kiều trong mắt các con. Tôi luôn nói bố thương mỗi đứa con một cách khác nhau, Benly còn nhỏ thì bố sẽ dành nhiều thời gian hơn. Các con cũng được bố chăm lo suốt bao năm nay rồi. Hơn nữa, tôi luôn nói với các con là con có thể gặp bố bất cứ lúc nào con muốn. Tôi chỉ nói những điều tốt về bố của các con thì các con cũng luôn tin tưởng vào bố. Quan điểm văn minh, nhân hậu của Tri Di Phương Trinh trong việc cư xử với chồng cũ nhận được nhiều sự thán phục, đồng tình từ khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.